Chiên phôi với Mỹ, chào cô chú anh chị nha. Hôm nay lên tiếp tục cô chú anh chị mình một lô phôi quái rất là quýt nha. Cây này mã số 26 nha. Mã số 26 hoành hoành là hoành thân là 14 nha. Hoành thân ở vị trí này là 14 nè. Tổng chiều cao đế là từ mí này nè, trở xuống dưới rễ là 558 nha. Tổng hết chiều cao từ mí này tới ngọn tới đây dưới mặt phân là 85 nha. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.900.000 bao phí trước vận chuyển nha, quay vòng nha. 1.900.000 nha, cây rất là quái nha. Cây lớn nha chứ không phải cây nhỏ, lớn mà già nha cô chú anh chị. Cây mã số 26 nha cô chú anh chị, là 1.900.000 bao phí ship luôn ạ. Rồi tiếp tục lên cây mã số 25 nha cô chú anh chị. Mã số 25 là có hoành thân nó chỗ này làm đo là 12 nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao đế từ mí này tới mí rễ dưới là 60 nha. Tổng hết chiều cao là 70 nha cô chú anh chị. Cây này mã số là 25 nha. Mã số 25 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000 bao phí cước vận chuyển nha. Rất là quái nha cô chú anh chị. Quay vòng em. Đó, quái lắm nha, hàng độc lạ nha, không có hàng nhiều nha. Chỉ một lô này nhất là hết hàng nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục lên mã 24 nha cô chú anh chị. Mã số 24 là hoành thân chỗ này là 10 14 nha. Tổng chiều cao đế từ đây xuống dưới mặt rễ dưới là 70 nha. Tổng hết chiều cao từ mí ngọn này tới trở xuống là 83 nha. Cây mã số 24 này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000 bao phí cước vận chuyển luôn nha. Cây rất là quái, già cây cô chú anh chị. Cây lâu năm nha, già cây nha chứ không phải như cây bình thường mà vài trăm ngàn nha cô chú anh chị. Ngày trăm hay triệu mấy nha, củ đế lùng lực thì nó khác nha, cây này rất là cao nha, bộ đế rất là cao luôn. Rồi xuống đi. Rồi lên tiếp tục cho cô chú anh chị mình mã số là 21 nha. Hoành thân ở vị trí này là 17 nha. Tổng chiều cao đế là từ miếng này trở xuống đây trước mặt phân là 60 nha. Tổng hết chiều cao từ ngọn tới trở xuống là 75 nha cô chú anh chị. Củ đế bao phê nha. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.900.000 bao phí cước vận chuyển luôn nha. Hàng này không có nhiều đâu nha cô chú anh chị, bao hàng với cô chú anh chị mình luôn nha. Nuôi là có lời luôn nha cô chú anh chị, nuôi là có nghĩa là cái gậu rễ này cô chú anh chị về trồng tới đây đi. Rồi nuôi rễ này nở ra nữa nó sẽ đẻ ra lời nữa nha cô chú anh chị. Rồi, mã số này là 21 nha cô chú anh chị, là 1.900.000 ạ. Lên tiếp tục cho cô chú anh chị mình mã số 18 nha, tại các em để lộn xộn nha, không đếm từ 1 đến 30 được nha. Là hoành thân em không có đo chỗ này nè, chỗ này nó lớn quá. Em đo chỗ này là 19 nha. Tổng chiều cao đế từ miếng này trở xuống là 773 nha. Và tổng hết chiều cao là 85 nha, tới dưới luôn là 85. Đây mã số 18 nha. Củ đế bao phê. Bao phê cho chú anh chị mình luôn. Cây già cũ nha, hàng này không có nha, bao hàng luôn nha cô chú anh chị. Cây này mã số 18 em giao lưu là 2 triệu tư em bao phí cước vận chuyển nha. Cô chú anh chị mình đừng có so đo với mấy cây lùng lực nha. Cô chú anh chị mình là mã số 16 nha. Hoành thân chỗ này em đo là 23 nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao đế từ đây xuống dưới mặt phân là 53 nha. Tổng hết chiều cao từ trên ngọn cho xuống là 80 nha. Cây mã số 16 này giao lưu cho cô chú anh chị mình là 1.800.000 nha, bao phí cước vận chuyển nha. Cây già cũ nha, bao hàng. Bao hàng cái cây có nha, dường như là không có luôn nha. Rồi tiếp tục tới cây mã số 1 nha cô chú anh chị, dáng lông rất là đẹp luôn nha. Bao hàng đẹp. Hoành thân cây này là trong vị trí này là 17 nha. Tổng chiều cao đế từ từ mí mí này trở xuống là 70 nha. Tổng hết chiều cao là 95 nha cô chú anh chị. Cây này giao lưu cho cô chú anh chị mình là 2.300.000 bao phí cước vận chuyển luôn nha. Cây rất là đẹp luôn nha. Tổng chiều cao là 95 nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu 2.300.000 bao phí cước vận chuyển luôn nha. Rồi tiếp tục cho cô chú anh chị mình mã số 2 nha. Hoành thân ở vị trí này là 16 nha. Tổng chiều cao đế từ đây tới xuống là một phân là 79 nha. Tổng hết chiều cao là 95 nha cô chú anh chị. Cây bao phê nha. Bao phê bao già cũ. Cái này em giao lưu là 2 triệu mốt bao phí cước chân chuyển nha. 2.100.000. Mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 bao già cũ luôn. Quá trời cũ. Mã số 3 nha. Hoành thân ở vị trí này là 15 nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao đế từ vị trí này giảm xuống là 70 nha. Tổng hết chiều cao là 90 nha cô chú anh chị. Củ đế bao phê. Cây này mã số 3 giao lưu là 2 triệu. 2 triệu đi. 2 triệu bao phí cước vận chuyển luôn nha.
cây có u cục luôn đó nha, rất là phê. Củ đế thì khỏi nói nha cô chú anh chị, 2 triệu bao phí cước vận chuyển luôn. Rồi tiếp tục lên mã số 4 nha cô chú anh chị. Mình mã số 4 bình thân ở vị trí này là 19 nha, tổng chiều cao từ mí này chảy xuống là 75 nha, tổng hết chiều cao là 90 nha. Cây mã số 4 này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,4 triệu bao phí cước vận chuyển nha. Cây hay bị lớn nha, hay bị quái, hay bị già luôn, bao hẹn ít ai có luôn nha, dường như là không có luôn nha cô chú anh chị. 2,4 triệu bao phí cước vận chuyển luôn. Cây bao phê nuôi có lên, nuôi này lên nở lên là lên tiền đó nha cô chú anh chị, tại em vừa gửi con. Rồi tiếp tục lên mã số 5 nha. Mã số 5 hoành thăng là hoành thăng vị trí này là 19 nha, tổng chiều cao đế từ này tới mặt phân là 70 nha, tổng hết chiều cao là 95 nha cô chú vị, tới ngọn nha, 95 nha. Cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,3 triệu bao phí cước vận chuyển nha. Nuôi nở củ này là có lên tiền đó nha cô chú anh chị. Cây già cũ nha, bao hạt. Rồi tiếp tục lên cho cô chú anh chị mình là cái mã số 6 nha. Cây mã số 6 này là hoành thăng là 17 nha, tổng chiều cao đế từ mấy này xuống đây là 65 nha, tổng hết chiều cao là 85 nha cô chú vị, cao đến ngọn tới mặt phân là 85 nha. Cây cũ đế bao khuê, mã số 6 này giao lưu cho cô chú anh chị mình là 2,100 triệu bao phí cước vận chuyển luôn nha. Ba củ đế phê về trồng tới đây đi, nuôi củ này nó ra là sẽ lên tiền nữa nha, đất lượng rất là đẹp. Rồi tiếp tục lên cây mã số 7 nha, hoành thân là 20, tổng chiều cao đế từ miếng này trở xuống là 75, tổng hết chiều cao là 95 nha cô chú anh chị. Cây này mã số 7 em giao lưu là 2,5 triệu bao phí cước vận chuyển nha cô chú anh chị, 2,700 triệu bao phí cước vận chuyển nha, bao già bao phê. Rồi quay lên cái ngọn kia, dở lên đây cái ngọn quá ok luôn, củ đặc nha, bao đặc 2,5 triệu thôi, bao phí cước vận chuyển luôn. Rồi bao qua xong rồi lên cái ngọn nha. Rồi tiếp tục lên cây mã số 8 nha, mã số 8 là hoành thăng chỗ này là 15 nha, tổng chiều cao từ đấy trở xuống đây là 65 nha, tổng hết chiều cao là 1 mét nha. Quay em chậm cho cô chú anh chị mình xem, rắn lông rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây này mã số 6 giao lưu là 2,5 triệu nha, 2,5 triệu bao phí cước vận chuyển luôn. Cây bao khuê rồi, quay ngọn đi đấy, rắn lông nha cô chú anh chị, đất lượng rất là đẹp nha. 2,5 triệu mã số 8 nha. Là xuống nha. Rồi tiếp tục lên cho cô chú anh chị mình mã số 9 nha. Hoành thăng ở vị trí này là 18 nha, tổng chiều cao từ đây tới mặt phân là 80 nha, tổng hết chiều cao là 1,08 m nha. Cây bao già, mã số 9 này em giao lưu là giá là 2,7 triệu nha. 2,700 triệu. Rồi quay lên trên, xa quay lên trên thấy cái rắn lông nè. Rất là đẹp luôn, dáng lắc lượng rất là đẹp, nhìn màu nhìn ở ngoài rất là phê nha cô chú chị, rất là đẹp luôn. Này về bẻ chi hết bài luôn. 2,7 triệu bao phí cước vận chuyển nha, mã số 9 nha. Rồi em, rồi tiếp tục lên mã số 10 nha cô chú chị. Hoành thăng ở vị trí này là 17 nha, tổng chiều cao đế từ mỹ này tới mỹ phân dưới là 60, tổng hết chiều cao là 80 nha cô chú chị. Cây mày mã số 10 nha, mã số 10 giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,1 triệu nha, em bao phí cước vận chuyển, em bao sống bao ship luôn nha, bao sống bao ship toàn quốc luôn. Cây cụ đế phải nói bệ đế hỏi nó đi liền lạc luôn, nu luôn nha. Rồi lên tiếp tục cho cô chú anh chị mã số 11 nha, hoành thăng ở vị trí này là 18 nha, tổng chiều cao đế từ miếng này trở xuống là 65, tổng hết chiều cao là 90 nha. Cây mã số 11 nha cô chú anh chị, đây rất là phê nha, rất là đẹp luôn. Cây này em giao lưu là đâu tiêu rồi, 2,2 triệu em bao phí cước vận chuyển, bao phí cước vận chuyển luôn nha. Dáng rất là đẹp chưa, dáng này anh em mình sửa không sai mình là hết sảy luôn nha, khỏi chơi. Cây già cũ nha cô chú chị, nuôi là lên tiền đó nha. Đây rồi lên tiếp tục cho cô chú chị mã số 12 nha, dáng lông nha, hoành thăng ở vị trí này là 15 nha, tổng chiều cao từ đây tới mặt phân là 80 nha, tổng hết chiều cao là 1 mét nha cô chú anh chị. Cái này giao lưu với cô chú anh chị mình mã số 12 là giao lưu là giá là 2,3 triệu bao hàng,
già cũ nha, tầm 3-4 năm nha, tầm 4 năm trở lên á. Rồi quay lên em, dán lông luôn, đẹp nhất nách, khỏi phải chơi nha, về nuôi lên tiền nữa nha, cái này là lên tiền nữa nè. Rồi ok, rồi lên tiếp tục cho cô chú anh chị mã số là 13 nha. Hành ở vị trí này là 12 nha, tổng chiều cao đế là từ vị trí này chứ, vị trí này quá xuống tới mặt phân là 90 nha, tổng hết chiều cao là 1m nha. Cây này mã số 12 giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.300k bao ship, dán lông luôn, lắc lượng rất là đẹp. Hả? Mã số 13 nha, quay hết ngọn không em, quay ngọn đi, lắc lượng rất là đẹp luôn nè. Đấy, cổ phải chơi đi, cây này bao già cũ luôn, bao không có hàng luôn. Rồi nên tiếp tục cho cô chú chị cây mã số 14 nha, hoành thăng ở vị trí này là 26 nha, tổng hết chiều cao từ đây ta trở xuống mặt phân là 75 nha, tổng hết chiều cao là 85 nha. Cây mã số 14 nha, giao lưu với cô chú chị mình là 2.500.000 nha, bao phê, cây bao phê luôn, nuôi lên tiền đó nha cô chú anh chị. Đừng cô chú anh chị mình đừng có so với cái hàng mà rẻ mà củ đế lùng dưới đây nha. Này là em quay trăm ra sai nha cô chú anh chị. Rồi 4 này em giao lưu là giá là 2.500.000 nha cô chú anh chị, 2.500.000 bao phí cước vận chuyển luôn nha, cây củ đế bao phê nha. Rồi rồi tiếp tục lên cây mã số, rồi mã số 29 luôn, mã số 29 nha cô chú anh chị, hoành thăng chỗ này là 16.5 nha, tổng chiều cao đế từ đây tới mặt phân là 70 nha, tổng hết chiều cao là 95 nha cô chú anh chị. Cây này mã số 29 nha, giao lưu cô chú anh chị mình là 2.300k, 2.300k bao phí cước vận chuyển, bao phê, bao không có ai có hàng luôn, chỉ riêng mình em mới có thôi, khu vực xa đét luôn nha. Rồi rồi lên tiếp tục cho cô chú chị mình mã số 15 nha, hành thăng ở vị trí này, cái này quá, cái này nè là 20 nha, cái này nè nhỏ nhất nha, cái này nó bự lắm, cái này chắc hai mấy 30, hành thăng chỗ này là 20 đi, cây mã số 15 nha, hành thăng 20, tổng chiều cao tới từ đây xuống dưới là 72 nha, tổng hết chiều cao là 90 nha cô chú anh chị. Cây mã số 215 này em giao lưu là giá là 2.200.000 nha, u cục nha cô chú anh chị, mặt cục chỗ này nè có 2.200k thôi, em bao phí cước vận chuyển luôn, nuôi này nó sẽ lên đẻ lời ra nha cô chú anh chị, em chưa có bộ đế này nó sẽ đẻ lời ra nó nha, chứ phải không luôn nha. Cây mã số 19 nha, hoành thăng cây này là 23 nha cô chú anh chị, ở chỗ này là 23 nha, tổng chiều cao đế từ đây tới mặt phân là 65 nha, tổng hết chiều cao là 70 nha, từ đây cho xuống là 65, từ đây trở lên là 70. Cây này em giao lưu là giá là 2.300.000 nha, mã số 19 nha cô chú chị. Cây này củ đế dữ lắm, cái củ đế luôn, về trồng chứ tới đây thôi, củ đế hồ không phải nói, không phải bàn, chỉ có 2.300.000 thôi nha cô chú chị, bao phí cước vận chuyển luôn nha. Rồi lên tiếp tục cho cô chú anh chị mình cây này mã số là 17 nha, hoành thăng chỗ này là 18 nha, tổng chiều cao từ miếng này trở xuống là 65, tổng hết chiều cao là 88 nha. Cây mã số 17 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.400k bao phí cước vận chuyển luôn nha, 2.400k dáng rất là đẹp luôn nha, bao hàng đẹp, bao hàng không ai có luôn, 2.300k của 2.400k bao phí cước vận chuyển luôn. Rồi lên tiếp tục cho cô chú anh chị mình mã số 30 nha, hoành thăng cây này là chỗ vị trí này là 23 nha, tổng chiều cao từ trên đây cho xuống là 66 nha, tổng hết chiều cao là 85 nha cô chú anh chị. Cái này em quả số 30 này em giao lưu là giá là 2.300k bao phí cước vận chuyển luôn nha, đừng hỏi sao mà cây nó mắc nha cô chú anh chị. Rồi nó tiếp tục cho cô chú anh chị mình mã số là mã số 20 nha, hoành thăng chỗ này là 17 nha, tổng chiều cao đế từ đây xuống thứ là 70 nha, tổng hết chiều cao là 85 nha. Mã số 20 này giao lưu với cô chú anh chị mình là giá là 2.200.000 nha,
2.200.000 bao phí cước vận chuyển, nuôi là có lời nha cô chú anh chị, nuôi là củ đế nó nở ra là có lời nha cô chú chị, đây nở ra nữa nè. Rồi tiếp tục cho cô chú anh chị mình mã số 28 nha. Hoành thân cái này là chỗ này vị trí này là 15 nha, tổng chiều cao từ đây tới mặt thân là 75 nha, tổng hết chiều cao là 86 nha. Cây mã số 18 này em giao lưu là giá là 2.100.000 nha. 2.100.000 bao phí cước vận chuyển luôn. Già lắm nha cô chú chị, nghỉ trồng luôn nha. Chứ phải nó mà trồng cho nha, cây lúc nào nó phải dẹp. Nghỉ trồng luôn. Rồi. Tiếp tục cho cô chú chị mình mã số 27 nha. Hoành thân ở vị trí này là 16 nha, tổng chiều cao từ vị trí này trở xuống là 74 nha, tổng hết chiều cao là 97 nha. Mã số 27 này giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.100.000 luôn. Đây, cô chú anh chị mình xem đi. Củ đế khổ hơi bạc. Đế khổ hơi bạc luôn. Rồi, tiếp tục cho cô chú anh chị mình là cây này mã số 22 nha. Hoành thân ở vị trí này là 18 nha. Tổng chiều cao đế từ mí này cho mí này đi, trở xuống là 80 nha, tổng hết chiều cao là 110. Cái này em giao lưu là giá là 2.800.000 nha. Mã số là 22. Dáng lông rất là đẹp luôn. Quay xa xa ra chút em, xa xa cho thấy được cái dáng được cái chiều cao luôn. 22 nha. Giá là 2.800.000. Em bao phí cước vận chuyển luôn. Cây bao khuê, tổng chiều cao là 110 nha cô chú chị. Dáng lông. Rồi, đem. Còn cái này, cây nữa. Rồi, lên tiếp tục cho cô chú anh chị mình mã số 23 nha. Hoành thân chỗ này là 14 nha, tại chỗ đây nó bự quá em không có đâu hoành thân được. Tổng chiều cao từ đế từ mỹ này cho xuống là 80, tổng hết chiều cao là 1m5 nha. Cái này giao lưu với giá là 2.500.000 bao phí cước vận chuyển. Nè, ô cục chỗ này nha cô chú anh chị. Cái này nuôi lên tiền nha cô chú anh chị chứ không lên tiền luôn nha. Đó. Rồi quay chiều cao luôn cho em. Ô cục này quay gần lại đây, ô cục này. Cục chỗ này nè. Cây này là mã số là 23 nha cô chú anh chị. 23. Cục chỗ này dữ lắm luôn. Rồi. Cô chú anh chị nào có ơn cây nào thì kết bạn hoặc gọi trực tiếp lên số điện thoại trên em có để lên màn hình nha cô chú anh chị. Cây này em bao hàng là không ai có nha. Dường như là ít ai có nha. Nếu có giá nó cũng cao hơn cây của em nữa. Bảo hàng hành cho cô chú anh chị mình luôn, nuôi là lên tiền nha. Tại vì cái rễ này em chừa lại nè cho cô chú anh chị mình là nuôi trồng đi, rồi nữa nó nở bự ra nữa, còn ra nữa đó. Cây rất là phê, rất là đẹp luôn, trồng đôn lên một đôn là rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Trồng ban công hoặc trồng vách nhà cũng đẹp hết. Rồi tổng trọng hết cô chú anh chị mình nha.